luận khô khảo trùng dương trùng âm tính theo bát quái dùng tuổi để tính đàn ông khởi tính từ cung cấn tính xuôi số tuổi chẵn trục cách một cung số tuổi lẻ tính liền các cung đàn bà khởi tính từ cung khôn tính ngược số tuổi chẵn trục cách một cung số tuổi lẻ tính liền các cung Tính hết số tuổi Gặp cung càn tốn Là trùng dương Sát bảy người Gặp cung khôn cấn Là trùng âm Sát chín người Xem sau khi mất Nếu không ngậm miệng Thì đúng là trùng âm Không nhắm mắt Là trùng dương như đàn ông 44 tuổi tính như sau 10 tuổi ở cung Cấn 20 ở tốn 30 ở khôn 40 ở càn 41 ở Khảm 42 ở cấn 43 ở Trấn 44 ở Tốn là Phạm Trùng Dương Đàn bà 42 tuổi tính như sau 10 tuổi ở khôn 20 ở tốn 30 ở cấn 40 ở càn 41 ở đoài 42 ở khôn Là trùng âm phép hóa giải khi hạ quan tài xuống hẻ xong lấy bốn viên gạch đất nung tức là gạch đỏ đặt ở bốn góc trên quan tài lấy chiếu tre phủ lên trên tiếp theo lấp đất trôn như bình thường